Nền da đã yếu nhưng các bạn vẫn muốn điều trị đốm nâu, tàn nhang cũng như là thâm nám thì các bạn có thể chọn ngay combo này nha. Buổi sáng thì dĩ nhiên là phải làm sạch em sữa rửa mặt Thoatlet này là một lựa chọn dành cho những bạn nào đầu tư một tí và xịn một tí nha. Bật mí là em này không hề gây khô da nha. Một bước không thể thiếu dành cho buổi sáng đó chính là serum. Hôm nay mình chọn em Good & Doc này, thành phần B5 cao, cấp ẩm nè, phục hồi và căng bóng rất là ổn. Chuyển sang bước điều trị thâm nè, thâm đỏ cũng như là các đốm tàn nhang nhẹ vào buổi sáng thì các bạn có thể chọn Scarfix TX. Em này thì được review quá nhiều rồi, các bạn có thể tham khảo. Và dĩ nhiên không thể thiếu kem chống nắng bảo vệ da mình thật tốt nha. Em Thoatlet này là một dạng kem chống nắng phổ rộng. Vậy là xong một combo buổi sáng rất là đơn giản đúng không? Tiếp tục đi đến buổi tối nha. Dĩ nhiên kết thúc ngày bằng một bước làm sạch da thì mình sẽ chọn em tẩy trang SVR này, không chứa xà phòng, không chứa cả cồn, cho nên là da những bạn nào mà đang nhạy cảm vẫn dùng được. Bước làm sạch vào buổi sáng vẫn áp dụng vào buổi tối được, đó chính là em sữa rửa mặt Thoatlet này. Và đây bước điều trị chính của mình hôm nay, Retacin còn gọi là Tretinoin, sẽ ghi thông tin cụ thể trên ảnh nha. Một bước bổ sung cấp ẩm làm dịu da, toner nhà Centella. Riêng bản thân mình trải nghiệm em này thì cấp ẩm rất là tốt luôn. Một bước kem dưỡng phục hồi, mình nghĩ là tất cả mọi người đều cần luôn. Dòng này các bạn có thể dùng chung với Tretinoin rất là ổn áp mà không hề bí da. Khi kết hợp cùng serum B5 nhà Good & Doc thì là một bộ rất là hoàn hảo rồi. Kết thúc một combo buổi đêm và sáng. Tự có hơi đảo lộn một tí, các bạn hãy nhắn tin trực tiếp để mình sắp xếp routine nhé.